Xin được mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã trở lại với chuyên mục giới thiệu những cái mẫu xe đã qua sử dụng của em Trung. Và ngày hôm nay em Trung phải gọi là rất là vui khi giới thiệu cái mẫu xe như này. Cũng phải từ rất lâu rồi em Trung mới mua được cái mẫu xe như thế này. Thực ra một cái mẫu xe đến từ Hàn Quốc mà được sản xuất từ năm 2015. 2015 đến bây giờ là đâu đó khoảng 9 năm, xe mới chạy được có 8 vạn đó nhé. Đó, trước này xe tư nhân một chủ. Trước này là Kia Sorento. Trước này bản máy xăng tiêu chuẩn các bác nhé. Thì ở trước này thì bác chủ bác chỉ lên một số đồ như cam 360 này, hay như ở bên trong lên cam hành trình màn hình, hay như đặc biệt đó là bác chủ này cũng rất là thích chơi, đó là bác độ thêm một cái cục súp, đúng không ạ? Đây, thứ nhất là đây, từ nhìn cái mâm vành đã thấy này. Thường trước này nó sẽ là la lăng trắng, nhưng mà đây bác ấy sơn, gọi là sơn phủ một cái lớp ngũ anh kim rất là đẹp nhá. Đó, như bác thấy này. Còn về cái phần nội thất của chiếc này thì đây, thứ nhất là đây, em sẽ giới thiệu qua với các bác một chút. Nhất là ở cái bản này thì chỉ có trang cắt đi một số option, ví dụ như dễ thấy nhất đó là ở cái cửa sổ trời. Nhưng nhìn chung với cái option như thế này thì đã rất là ok rồi, đủ dùng rồi. Màn hình lên rồi này, hay như cam hành trình. Đó. Thì ngay ở dưới anh chỗ em ngồi đây, đây là cục súp của xe đây. Đó, bác này bác đã lên một cái cục sắp này để nói chung là đi để nghe nhạc cũng rất là ok, đúng không ạ? Nhìn chung đó là những cái mà để gọi là trang bị thêm cho xe, thì nếu như bác nào có mua về thì sẽ không phải lắp thêm nữa, đúng không ạ? Mình sẽ không bị tốn thêm một khoản chi phí để lắp vào xe cho nó thoải mái, đúng không ạ? Bác này bác cũng rất là giữ gìn nhá, vì đồ rất đầy đủ. Vì thường thường những mẫu xe của nhà Kia hoặc là Mazda, nhất là Mazda 3 thì bao giờ nó có cái bộ này phụ kiện rất đầy đủ, đúng không ạ? Bộ cầu này hay kích tuýp đầy đủ luôn nhá bác nhá. Đó, những chiếc này của những cái hãng này thì rất họ trang bị rất đầy đủ. Chiếc này 7 chỗ nếu bác đi gia đình rất ok. Và thường ấy, các bác mà mua xe đã qua sử dụng thì các bác quan tâm nhất đó là gì? Thứ nhất là về chất lượng của một chiếc xe. Đó là gì? Khung gầm máy móc, đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ giới thiệu với các bác đây, ở cái gầm xe một chiếc xe đi được có bao nhiêu. Chính xác là 8 vạn tư thì bác nhìn ở cái gầm sau 9 năm sử dụng. Còn quá đẹp luôn, đúng không ạ? Đó. Sau 9 năm sử dụng, bây giờ em sẽ mời các bác đi nhìn vào cái khoang máy của một chiếc xe gọi là đi cực kỳ giữ gìn mà ít. Thì cũng khá lâu hôm nay mới mua được một chiếc này. Đây, như bác thấy này. Thứ nhất là gì? Xe đi hơn 8 vạn. Thì các bác nhìn vào phía bên này cho em. Đây, như bác thấy này. Thứ nhất phần trợ ốc chân máy hoặc như cái phần cổ bô của những chiếc xe như thế này, đúng không ạ? Xe đi ít thì các bác nhìn thấy ngay, vì nếu mà chạy nhiều cổ bô kiểu gì nó cũng bị gọi là có màu, đúng không ạ? Hay như phần cabo đây, keo chỉ vẫn nguyên nhé các bác nhé. Keo chỉ vẫn nguyên zin, đúng không ạ? Keo chỉ nguyên zin luôn nha. Hay tất cả các cái lỗ tròn cơ khí. Nếu những chiếc này là mà bị rồi, một là chỉ có cách là thay cabo, mà thay cabo sẽ có vết của thay, đúng không ạ? Đó. Và máy móc con này thì phải nói bên em sẽ cam kết tất cả quý anh chị đây, như bác thấy này. Máy còn rất là sáng, sáng choang luôn. À, kể cả cái phần ốc mặt máy cũng chưa gì. Vì xe chạy có 8 vạn thì không khác gì gọi là xe gọi là đi cũng chỉ gọi là cực kỳ ít luôn. Con này 9 năm 1 năm đi không lỗi 1 vạn cây, đúng không ạ? Đó. Mà với cái tầm giá hiện tại chỉ có khoảng độ hơn 400 thôi. Hơn 400 là các bác sở hữu một cái mẫu xe gia đình này rồi. Đó. Và quý anh chị nào có quan tâm thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp cả em Trung theo số điện thoại em Trung có để trên phần tiểu sử. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bác vào những video tiếp theo. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày có nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn. Em xin chân thành cảm ơn. Xin chào và hẹn gặp lại.